Quyền Linh hát kỷ niệm ngày cưới quốc cơ Hồng Phượng. Quyền Linh thể hiện ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn mừng kỷ niệm 7 năm ngày cưới của vợ chồng quốc cơ Hồng Phượng tối 27 tháng 2. Đang quay một chương trình ở Long An, nghệ sĩ tranh thủ về thành phố Hồ Chí Minh dự tiệc của đàn em. Đến muộn nhưng vừa xuất hiện, diễn viên được chủ nhân bữa tiệc mời ngay lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Quyền Linh cho biết có mối quan hệ thân thiết với MC Hồng Phượng và quốc cơ. Anh từng làm giám khảo cuộc thi Én Vàng 2006 năm Hồng Phượng giành cúp vàng. Anh thần tượng tài năng của quốc cơ khi cùng em trai quốc nghiệp liên tục xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Thời gian thật nhanh, ngày xưa, Hồng Phương là cô MC nhí nhảnh, hồn nhiên, giờ cô ấy là bà mẹ của hai người con. Tôi muốn hát bài Chiếc Vòng Cầu Hôn của nhạc sĩ Trần Tiến thay món quà chúc phúc đến các em. Quyền Linh nói, ngoài biểu diễn văn nghệ, Quyền Linh chia sẻ bí quyết giữ lửa, hôn nhân của anh chính là sợ vợ. Theo nghệ sĩ, người đàn ông biết sợ bạn đời gia đình mới yên ấm, hạnh phúc. Vợ chồng nghệ sĩ siết cho biết ngưỡng mộ hôn nhân 20 năm của MC Quyền Linh và vợ doanh nhân Dạ Thảo, lấy họ làm tấm gương noi theo. Hồng Phượng và quốc cơ mong muốn tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm nhưng do dịch đành hoãn lại. Trong buổi tiệc cả hai nói về kỷ niệm những ngày đầu quen nhau khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Họ hẹn hò trong 6 tháng, nhanh chóng quyết định về chung một nhà. Hồng Phượng nói, chúng tôi kết hôn vội và tính cách có nhiều điểm trái ngược nhưng với sự trưởng thành chín chắn, cả hai vượt qua những bất đồng thời gian đầu, dần hiểu nhau hơn. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống, tôi và anh cơ đều chân thành chia sẻ cùng tìm ra hướng giải quyết. Cô cho biết lắng nghe và tôn trọng là nguyên tắc vàng để cả hai cùng xây dựng hôn nhân bền vững. Họ thực hiện nghi thức cưới cây dưới sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên. Điều này tượng trưng cho sự nỗ lực cố gắng vun đắp cuộc sống hôn nhân của vợ chồng thêm ấm no, hạnh phúc. Hiện ngoài công việc làm MC, Hồng Phượng phụ giúp chồng khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm truyền thống của gia đình. Quốc cơ kết hôn Hồng Phượng năm 2016. Trong 7 năm xây dựng tổ ấm, vợ chồng nghệ sĩ có hai con, bé Bắp 6 tuổi, dâu 3 tuổi. Quốc cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 28 tuổi. Anh cùng em trai quốc nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999. Tiết mục nổi tiếng nhất của họ mang tên Sức Mạnh Đôi Tay. Cả hai có 4 lần lập kỷ lục Guinness Thế Giới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.